Hey everyone! Như các bạn đã thấy ở tiêu đề thì hôm nay mình sẽ review các dòng nước hoa có nốt hương chủ đạo là từ trái cây. Và nước hoa mà thiên về trái cây là một trong những cái loại nước hoa mà mình yêu thích nhất và mình luôn tìm kiếm để mà sử dụng nhiều nhất luôn. Những cái mùi hương này sẽ có chung đặc điểm là sẽ rất là vui tươi, năng động và phù hợp với mùa xuân hè ha. Và bây giờ thì chúng mình cùng nói chi tiết về các em ấy nha. Đầu tiên thì mình muốn nhắc đến phiên bản Dolce & Gabbana Light Blue, phiên bản Intense, màu xanh đậm này nha. Đây sẽ là cái mùi nước hoa mà dành cho những cô nàng yêu thích cái phong cách mà trẻ trung, năng động và đặc biệt là yêu thích cái mùi hương đến từ chanh vàng. Em này là xong 10 phút đầu xịt là rất là nồng đậm mùi chanh vàng luôn. Và sau khi dịu lại thì mình có thể nghe được mùi hương rất là nhẹ nhàng, trong trẻo của táo và hoa nhài. Rất là mềm mại và thanh mát luôn. Đây cũng là cái dòng nước hoa mà mình dùng nhiều nhất mỗi khi đi làm, mỗi khi trời nắng nóng. Và kiểu như mỗi khi mà mình muốn tỉnh ngủ, xịt một phát là tỉnh luôn á mấy bạn. Mùi hương chanh này nó làm cho mình cái cảm giác rất là thanh mát, năng động và kiểu như thay đổi tâm trạng cực kỳ tốt. Nên đây sẽ là cái mùi hương mình recommend cho những cô nàng yêu thích mùi hương chanh vàng và táo xanh nha. Tiếp theo sẽ là cái mùi hương trái cây dành cho cô nàng yêu thích mùi hương đến từ quả dâu và đặc biệt là dâu kết hợp với raspberry ha. Mỗi lần dùng em này á, mình đều nhận được rất nhiều lời khen từ những người đối diện và đặc biệt là từ mấy bạn nam á. Mỗi lần xịt Emo Paris này nó mang cho mình cái cảm giác rất là trẻ trung nè, thanh lịch, vui tươi và đặc biệt là quyến rũ nữa. Em này á, tuy là nốt hương trái cây thôi nhưng mà em này nó rất là sang trọng nha. Nó sang trọng và thanh lịch. Nên mình có thể hiểu là tại sao em ấy có rất là nhiều fan đến như vậy. Mùi này rất là dễ dàng để trở thành signature scent. Bởi vì cái độ tiện dụng, dễ dùng và có độ lưu hương cực kỳ tốt nữa. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái mùi hương trái cây và đặc biệt là đến từ dâu và quả mông xôi á, thì mình highly recommend em Mon Paris này nha. Lưu hương cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo thì mình muốn nói đến em Daisy Also Fresh của nhà Marc Jacobs nha. Mình đã review chi tiết cái em Daisy Also Fresh rồi. Mình có thể để link này nếu mà bạn muốn xem chi tiết về các dòng Daisy nha. Nói tóm gọn lại thì mùi Daisy Also Fresh này nó cũng mang cái âm hưởng tươi mát và dễ thương của cái dòng Daisy đầu tiên. Nhưng mà em này á, nó lại mang cho mình nhiều cái nốt hương trái cây như là táo, lê, mận và bưởi, nên cái mùi hương nó sẽ rất là thanh mát nè, trẻ trung, tinh nghịch và dễ thương hơn nữa. Theo mình hay đây sẽ là cái mùi hương mà nếu bạn yêu thích các dòng Daisy và đặc biệt là yêu thích cái mùi trái cây á, thì mình highly recommend em Also Fresh này nha. Tuy là vậy, Daisy Also Fresh á, thì không được đánh giá cao bởi độ lưu hương thì kém, nhưng mà trên da mình thì em ấy lưu hương lại tốt hơn so với những cái dòng Daisy cũ. Nên để tăng cái độ lưu hương thì mấy bạn nên xịt 8 xịt đối với em này ha. Tiếp theo thì mình muốn nói đến em My Burberry Blush của thương hiệu Burberry ha. Dạo gần đây thì em Blush này rất là được ưa chuộng. Đây là cái mùi hương mà mỗi khi dùng á, nó cho mình cái cảm giác nó thanh lịch và nó kiểu sang trọng, nó như là một cái cô công chúa, một cái cô tiểu thư thật sự vậy. Mùi trái cây rất là hài hòa giữa cam, chanh và quả lựu cùng kết hợp với các mùi hương hoa, đặc biệt là hoa hồng á. Em này nó mang cái nốt hương rất là thanh lịch, nó rất là vui vẻ, nó trẻ trung và nó ngọt ngào, nó nữ tính. Trước đây thì mình không thích các mùi Burberry đâu, và kiểu bởi vì cái âm hưởng, cái thiên hướng của cái dòng Burberry á, thường nó khá là đứng tuổi, nó khá là chững chạc và nó kiểu như nó hơi già quá ấy. Nhưng mà em Burberry Blush này á, nó đúng là trẻ trung và nó nữ tính hơn hẳn luôn. Và em này nó làm cho mình nhớ đến mùi Coco Mademoiselle của Chanel á, nhưng mà nó lại trẻ trung hơn và nó ngọt ngào hơn. Nên nếu mà bạn cảm thấy mùi Coco Mademoiselle á, nó hơi già á, thì hãy thử qua Burberry Blush này đi. Mình cảm thấy là nó rất là thích hợp đối với những người yêu thích cái mùi hương
trẻ trung, nữ tính và sang trọng kiểu Coco Mademoiselle luôn. Tiếp theo là mùa Treasure in Love của nhà Lancôme ha. Các dòng nước hoa Lancôme á, thì luôn nổi tiếng với cái mùi hương rất là nồng đậm và ngọt, nhưng mà em này thì thật sự rất là khác biệt, bởi vì đây là mùi hương dành cho những cô nàng yêu thích mùi trái cây đến từ quả đào. Và mùi quả đào này á thì là nó kết hợp rất là hài hòa với mùi hoa hồng. Mình thật sự rất là không phục cái thương hiệu Lancôme này, bởi vì đã tạo nên một cái mùi hương trái đào mà nó nâng tầm lên, nó tuy rất là vui vẻ, trẻ trung, nhưng mà lại mang trong mình cái nốt rất là thanh lịch, quyến rũ và đúng chất, đúng âm hưởng của thương hiệu Lancôme. Và đây cũng là cái mùi hương mà mình thấy dễ dùng nhất của thương hiệu Lancôme, là mùi hương trái cây, nhưng mà em ấy lại lưu hương rất là tốt, đúng chất của nhà Lancôme luôn. Nên đây sẽ là cái mùi hương mình recommend cho những cô nàng yêu thích mùi trái cây đến từ mùi đào nha. Khi mà nói đến cái mùi trái cây nổi tiếng trong nước hoa thì mình không thể không nhắc đến Versace Eros. Ở đây mình có phiên bản Eau de Parfum và Eau de Toilette ha. Bởi vì chờ cái em Eau de Toilette chiếc này về nên cái video này nó mới bị chậm trễ đến như vậy. Tuy là cùng một mang tên là Eros nhưng mà hai em này nó lại đi theo hai chiều hướng khác nhau ha. Mình sẽ nói về em Eau de Toilette trước đi. Thì Eau de Toilette Eros này á, nó mang trong mình cái mùi hương rất là ngọt, phải nói là mùi hương này ngọt nhất trong cái list ngày hôm nay luôn, nhưng mà nó vẫn mang rất là nhiều cái nốt hương trái cây như là cam, chanh, quả mâm xôi và các mùi hoa trắng nữa. Em này rất là ngọt nha. Mình nhấn mạnh lại, nếu mà bạn yêu thích cái mùi hương cam chanh mà hơi chua chua thanh mát thì em này không dành cho bạn đâu. Nhưng mà mùi hương ngọt này nó rất là dễ chịu, nó rất là dễ thương và kiểu vui tươi. Còn em Eau de Parfum á thì mang rõ cái nốt hương cam chanh hơn, nhưng mà lại kết hợp với mùi trái lựu. Cái này á là bớt ngọt hơn so với em Eau de Toilette, và cái mùi hương thì nó cũng nồng đậm, và cái mùi hương thì nó cũng nồng đậm hơn. Vì là Eau de Parfum nên em này lưu hương tốt hơn em Eau de Toilette này. Mình thật sự thích cái mùi hương của Eros Eau de Toilette hơn, nhưng mà cái độ lưu hương cực kỳ kém luôn. Mình xịt 6 đến 8 xịt mà lưu hương tầm một tiếng mấy là nó bay bay mùi, không còn ngửi được gì hết trơn á. Còn em Eau de Parfum này á thì với 4 đến 6 xịt thôi là có thể lưu hương cả ngày dài luôn. Xịt buổi sáng đi làm mà chiều tối mình vẫn có thể còn ngửi thấy em ấy. Thì tùy theo là bạn đang tìm kiếm cái mùi nhẹ nhàng hay là ngọt hay là chua chua thanh mát của mùi cam chanh á, thì bạn hãy chọn cho mình Eau de Parfum hay em Eau de Toilette ha. Nếu mà bạn hỏi mình cái mùi hương trái cây nào đáng sở hữu nhất và đáng được nhắc đến nhất trong thị trường nước hoa cho đến thời điểm hiện tại, và mùi hương trái cây mình yêu thích nhất, không thể không nhắc đến Limbratrice. Limbratrice, không biết mình đọc đúng không? Không biết mình đọc đúng không nữa, của Dolce Gabbana. Đây thật sự chính xác là cái giỏ trái cây luôn. Lần đầu tiên mình ngửi em ấy năm 2016 hả? Cho đến bây giờ, trời ơi, mình không có một cái mùi trái cây nào có thể đánh bại được em ấy luôn. Lần đầu tiên ngửi là mình yêu em ấy ngay luôn, yêu liền ngay và lập tức. Mình ngửi rõ được cái nốt hương dưa hấu nè, và kết hợp với kiwi, trời, cái mùi dưa hấu cực kỳ mọng nước, cái mùi dưa hấu cực kỳ mọng nước, cực kỳ vui vẻ, cực kỳ thanh mát và kiểu giống như là đây là cái mùi nước hoa trái cây dành cho mình vậy đó. Và đặc biệt là em ấy còn kết hợp với mùi rhubarb nữa, là cái mùi cây đại hoàng, nó hơi chua chua thanh mát và nó tạo nên cái sự khác biệt, tạo nên cái sự quyến rũ hơn cho em này. Trời, mỗi lần ngửi á là thật sự thanh mát, trẻ trung và kiểu như quyến rũ luôn ấy. Và mình được rất là nhiều lời khen khi mà dùng em này, kiểu nó vui tươi đúng kiểu như là một cái ly cocktail dành cho mùa xuân hè vậy đó. Mình yêu thích em này đến nỗi mà mình xài gần hết rồi mà mình phải mua thêm một cái chai dự trữ để mà hết là có thể xài em này liền luôn. Trời ơi, đây sẽ là cái mùi hương mà mãi mãi tồn tại vĩnh viễn trong cái bộ sưu tập nước hoa của mình. Một trong những lý do mà bạn nên sở hữu em Limbratrice này á là độ lưu hương cực kỳ tốt luôn. Mặc dù là Eau de Toilette thôi nhưng mà với 6 đến 8 xịt lại máy lưu hương cả một ngày dài luôn. Nên em này là đáng sở hữu, đáng mua và mình highly recommend nhất trong cái list ngày hôm nay.
Ok, vậy là mình đã giới thiệu hết cái mùi hương trái cây trong bộ sưu tập nước hoa của mình rồi đó. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho những bạn đang tìm kiếm những cái mùi nước hoa đến từ trái cây và yêu thích cái nốt hương trái cây nha. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của mình để tụi mình có thể gặp nhau trong những chủ đề tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã coi hết video và hẹn gặp lại.